em nha. Em tên là Sinh, hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị em là con đồng hồ Nhật hiệu Raytheon, là thương hiệu nổi tiếng và lâu đời của Nhật nè, Raytheon nè. Đó. Đây, Nhật, mặt in sao vậy? Đây là cái con đồng hồ là thiết kế đơn giản thôi, một đường hình tròn kiểu phổ thông thôi. Ở đây trong này nó có cái chi tiết là hình các ngôi nhà mạ vàng sang trọng ha. Cái dãy dãy số đây, cái số đây là số nổi luôn nha. Ở ngoài nhìn là số nổi nha, đây số nổi luôn nha. Viền vàng, nền màu trắng, viền lên màu xám, mặt kính là mặt kính mặt kính nha. Thì con này cái đường kính cũng to đó, khoảng 39 cm, nhìn từ xa xem giờ rất là rõ. Thì xin báo với anh chị em là cái con này thì cái con lắc nó là nó bị yếu, với chỗ này nó có bị hơi nứt nứt một chỗ cái đường nhỏ này. Cái này em vẫn để nguyên, anh chị em về muốn để vậy cũng được, sử dụng được, nhìn từ xa nó cũng không lấy. Còn nếu mà muốn đẹp đó, thì anh chị em mua cái đề can dán vô, dán cái đường này là coi như là như mới luôn đó. Thì con này nó có cái đặc biệt là nó báo giờ nha, nó báo giờ, nhưng mà đặc biệt là có một cái đặc biệt để hồi em bấm cho em xem, nó có một cái đặc biệt là mới thấy con này lần đầu tiên luôn đó. Thì ở sau nó có hai cái nút chỉnh, tức là nó có hai cái nút chỉnh giờ và chỉnh phút đó. Thì khi mà mình lắp pin vào thì mình có thể đây nè, để mình lấy ra đây luôn. Hai cái nút chỉnh giờ và chỉnh phút. Nơi này tối quá, mình quay không thấy rõ. Thì khi mình lắp pin vào thì nó sẽ khởi động cái có đèn là nó báo mà. Nó báo sáng, xong rồi mình muốn chỉnh phút thì mình kim phút thì mình bấm vô nút chỉnh kim phút, bấm và giữ luôn cho nó quay, lấy cái phút nào mình muốn dừng mình buông ra, còn giờ thì nó cũng vậy luôn. Thì cái con này nãy em có nói với anh chị em là nó đặc biệt là như thế nào, đặc biệt là này đây, tức là nó cũng có nhiều bản nhạc nha, nó cũng có cảm biến ánh sáng này nữa nè, là sáng hát và tối nghỉ. Điểm điểm nhạc là 1 tiếng báo điểm nhạc 1 lần. Nó điểm nhạc là đây, để em cho anh chị xem, nó lạ ở cái chỗ này đó, nó là hai kim, nó quay vòng 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 đó, nhìn rất là lạ mắt, còn mình đó. Đó, nhìn rất là lạ, xong rồi nó quay trở lại cái giờ cũ và nó gõ 1 tiếng chuông, tức là nó gõ bao nhiêu giờ nó gõ bao nhiêu tiếng. Thì con này em thấy nó độc đáo ở chỗ cái kim, nó nhảy theo tiếng nhạc xong nó quay về cái giờ cũ, quay tổng thể ra cho anh chị em xem. Thì con này là mặt tròn mặt kho nha, size 39, mặt kính luôn. Thì em xin giới thiệu con Raytheon. Raytheon là cái con thương hiệu nổi tiếng của Nhật nha anh chị em. Đó, anh chị em tham khảo. Xin cảm ơn anh chị em.